như nhiều người nói đó, thì chúng ta có thể sống không có người thân bên cạnh, nhưng mà chúng ta không thể sống không có bạn bè. Thành ra tôi vẫn nghĩ rằng là trong cái thành công của Saigon Times Group, tức là thời báo kinh tế Sài Gòn đó, luôn luôn có một cái dấu ấn hết sức là quan trọng của Saigon Times Club. Và tôi vẫn nghĩ rằng là trong tương lai, không biết các anh chị nghĩ sao, nhưng mà tôi nghĩ là trong tương lai tất cả chúng ta sẽ còn cần nhau. Xin cảm ơn.